Bóng đá Việt Nam ở đường Lê Quang Đạo đối diện và trách trách so với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Rất tiếc là các cổ động viên thì không thể vào sân để theo dõi. Ngày hôm nay phỏng vấn ai thì phải đến giữa buổi tập chúng ta mới có thể biết được. Thực ra anh nổi hôm nay bị hán hơi nhiều. Dù kim đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.